Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình cập nhật cho các bạn cái thông tin vui về cái dự án ở Mission Network là khai thác cái đồng Gaga và được nhận cái Aerobe là cái đồng MSN. Cụ thể thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối ví với cái trang Clam để mà chúng ta Clam với đồng MSN về ví, cũng như là đưa ra cho các bạn một số những cái thông tin cũng như là cảnh báo. Hiện tại thì có rất là nhiều các cái trang lừa đảo để cho các bạn mà kích vào và chúng ta kết nối ví để nó hack cái ví của chúng ta. Cho nên là mình sẽ đưa ra cái thông tin để cho các bạn là một số các cái link để các bạn cảnh giác những cái link này. Thì hiện tại thì cái đồng MSN thì theo thông tin dự án thì đã liêm yết ở trên 5 cái sàn giao dịch lớn, thì cụ thể thì đang liêm yết ở trên sàn OKX với cái giá là ban đầu tiên lít là 10 đô la và bây giờ thì đang dao động khoảng tầm 4 đến 5 đô la. Và cái giá như này thì nó khá là cao, nhưng mà hiện tại thì dự án vẫn chưa mở cho chúng ta cái trả cái đồng token cho chúng ta. Thì thông tin như thế nào và cụ thể làm sao thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn. Ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án thì có cái link cung cấp cho chúng ta cái link như này để chúng ta claim đó. Đây, bắt đầu nhận token đợt đầu tiên của tất cả mọi người khai thác nhé. Thì các bạn để ý ở bên dưới này nó có rất là nhiều những cái link, nó cũng là Mission Network nhưng mà không phải là cái trang của dự án các bạn nhé. Các bạn kích vào đây và các bạn kết nối ví là cái ví của bạn nó sẽ bị hack đó. Và bên dưới này nữa có một cái cũng là một cái trang Mission Network có hẳn tích vàng hẳn hoi nhưng mà họ cung cấp cho chúng ta một cái link. Cái link này sẽ là cái link lừa đảo các bạn nhé. Clam Mission Network các bạn dán vào trong cái ví của các bạn mà các bạn kết nối ví là cái ví của bạn sẽ bị nó hack ngay lập tức và tất cả các tài sản của các bạn sẽ chuyển sang một cái ví khác. Đó, chứ các bạn lưu ý là không được kích vào cái link này và kết nối ví nhé. Đó, và ở dưới này người ta gửi rất là nhiều những cái link và đây là không phải các bạn nhé. Clam gạch ngang Mission Network nó khác hẳn với cái link họ gửi nhé. Link chuẩn của họ là token clam.mission.network. Thì mình sẽ ghim cái link chuẩn này ở dưới phần mô tả của video để cho các bạn kết nối ví, không tránh cái việc mà bị ví các bạn nó hack, sẽ mất hết cái tài sản của chúng ta. Đó, và cái thông tin tiếp theo thì ở đây là cái phần mà hiển thị các cái ví này. Ví nhận cái iROPE token. Đây là cái chương trình mà trước kia là các bạn nào mà làm cái chương trình iROPE giữa dự án testnet ấy, giữa dự án với cái ví OKX thì chúng ta sẽ nhận được 10 10 cái đồng MSN. Cái này thì mình không tham gia nên là mình cũng không nhận được. Cái thông tin cụ thể tiếp theo này. Ở hôm nay thì chúng tôi bắt đầu tặng token mạng chính Aerobe cho tất cả những người khai thác thử nghiệm hệ thống khai thác của chúng tôi và chúng tôi có rất nhiều thợ mỏ từ 500 đến 600 nghìn người và việc tặng xu sẽ diễn ra nhiều giai đoạn khác nhau và hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu và sẽ mất khoảng 1 đến 2 tuần để hoàn thành việc tặng tất cả các token và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang khai thác mainnet. Đó, như vậy thì nó sẽ có một cái bước nữa đó là khai thác mainnet các bạn nhé. Và cái những cái thông tin tiếp theo này. Và hãy theo dõi để biết thêm thông tin về thời gian bắt đầu sẽ là 3 đến 6 giờ sau khi niêm yết lần đầu. Đó, thì các bạn đừng lo lắng bởi vì là bây giờ các bạn chưa nhận được cái đồng MSN nhé, bởi vì là sau cái thời gian niêm yết, tức là người ta tính từ cái thời gian mà cái đồng MSN niêm yết ở trên sàn ấy thì từ 3 đến 6 giờ sau thì họ mới trả cái đồng token cho chúng ta. Đó, để tránh cái việc mà nó xả oạt cái giảm đi cái giá của thị trường. Như vậy thì khi mà nó giá ổn định thì người ta mới trả cái đồng token cho chúng ta. Về việc chuyển đổi mã thông báo testnet sẽ diễn ra sau tất cả các đợt khai thác và trước khi chuyển đổi khai thác mainnet. Tức là sẽ nó trả cho tất cả cái số và token cho chúng ta trước khi mà khai thác mainnet. Và ở dưới này thì người ta cung cấp cho chúng ta cái link nhé. Cái trang này nó không phải là cái trang chính thống các bạn nhé. Các bạn đừng kích vào cái trang clam gạch ngang mission.network nhé. Cái trang này là trang giả mạo đấy. Nó cũng để cái logo và cái tên y hệt như thế. Cho nên là các bạn hết sức cảnh giác với những cái link nhé. Và các bạn chỉ kích vào cái link mà mình để dưới phần mô tả video thì nó mới là cái link chính thống. Đó. Ở trên đây là những cái thông tin mà mình cập nhật cho các bạn thì có thể một trong vài ngày tới vài giờ tới thì họ sẽ trả cho chúng ta cái đồng token. Vậy chúng ta sẽ kết nối ví như thế nào để chúng ta rút được cái đồng MSN cũng như là thêm cái con trắc vào trong cái ví thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây, các bạn kéo lên trên nhé, cái trang chính thống đây, token
clam.mason.network, các bạn kích thẳng vào đây. Thì các bạn, nếu như bạn đây là mình làm ở trên máy tính, còn nếu như ở trên điện thoại thì các bạn copy cái link, các bạn dán vào cái phần trình duyệt của ví nhé. Đó. Đấy, khi các bạn kết nối ví ở trên máy tính thì các bạn sẽ yêu cầu chúng ta chuyển mạng từ cái mạng là Seponia sang Seponia Testnet sang cái mạng Ethereum Mainnet. Đó thì các bạn nhấn vào chuyển mạng này. Đó thì các bạn sẽ vào đến cái trang như này. Các bạn vào trang này thì các bạn sẽ thấy được là cái phần mà low data, phần này là nó chưa có trả cho chúng ta cái token nào. Nếu như có thì nó sẽ có một cái dòng ở đây, nó một cái dòng ở chỗ này nhé, là các bạn nhận được bao nhiêu cái đồng token. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái chữ MSN đây, tức là ở đây thì nó hiện tại thì dự án vẫn chưa trả cái đồng token cho chúng ta. Khi các bạn trả rồi thì các bạn có thể là claim, hoặc là các bạn có thể tắc kê, các bạn có thể rút, hoặc là chúng ta gửi tích kinh để chúng ta nhận lãi. Đó, đây cái phần claim token này và tắc kê này, nó sẽ có một cái trang tắc kê này. Cái trang này thì nó tương tự như cái trang hôm qua chúng ta gửi tắc kê mai testnet đấy. Đây đó, như vậy là chúng ta vẫn chưa thể là nhận được cái đồng MSN, cho nên là thông tin dự án thì cũng cập nhật rồi, sẽ từ 4 đến 6 tiếng sau thì họ sẽ cập nhật cái số dư chúng ta, thì là mình sẽ là hướng dẫn cụ thể cho các bạn cái cách rút cũng như là cách bán cái đồng này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thêm cái contract MSN Mainnet vào trong cái ví MetaMask của chúng ta nhé. Thì ở đây các bạn để ý này, claim contract này nó sẽ có MSN contract, ở đây thì sao nó có hai hai cái đồng MSN nhỉ. Đây thì các bạn copy cho mình cái này nhé. Sau đó thì các bạn mở cho mình cái ví MetaMask ra, chúng ta sẽ add cả hai cái contract này vào. Đấy, các bạn chuyển sang cái phần token này, các bạn nhấn vào nhập token nhé. Đó, bây giờ các bạn dán cho mình cái contract vào. Rồi, contract này sẽ là nhập được nhé. Các bạn nhấn vào phần tiếp theo này, các bạn nhấn nhập nhé. Đó, như vậy là mình đã thêm cái contract thành công mà vào trong cái đồng MSN vào trong cái ví rồi nhé. Và chúng ta thêm vào cái ví này thì đến khi mà chúng ta rút, khi mà họ cho chúng ta claim thì chúng ta sẽ claim và chúng ta rút về thì nó sẽ có cái số dư MSN ở đây. Đó, các bạn nhấn vào phần hoán đổi thì các bạn sẽ thấy được là cái cụ thể về cái giá của đồng MSN như thế nào, nó sẽ hiển thị ở trên cái ví này. Mình sẽ là ví dụ hoán đổi nhé, MSN sang USDT nhé. Đó, thì nó giá hiện tại là 1 MSN bằng 5 đô các bạn nhé. Đó, nó sẽ hiển thị cái giá như này. Thì đây là mình nhập thử để mình test thử xem là nó cái giá cụ thể nó có đúng là cái contract của đồng MSN hay không nhé. Đó. Như vậy thì là cái thông tin dự án thì vẫn chưa trả cho chúng ta cái đồng MSN về cái phần cái trang Clam. Thì lát nữa thì nếu như có thông tin thì mình sẽ là cập nhật với các bạn ở những cái video lần sau. Thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.